Trong video này, mình sẽ tóm tắt 100 ngày Minecraft by Simon ở chế độ sinh tồn cùng đồng bọn. Lần này thì mình sẽ chơi cùng những người bạn của mình, đó là tính NT, Monster và Hoàng Cái Z. Pokemon là những sinh vật bí ẩn, chúng xuất hiện ở khắp nơi trên trái đất. Chúng có rất nhiều hình dạng và hệ sinh thái khác nhau. Có những cá thể Pokemon thì sống theo bầy đàn, còn một số khác thì không. Mục tiêu của mình trong 100 ngày là bắt được những con Pokemon mà mình yêu thích và cho nó tiến hóa lên ở dạng cuối cùng. Và trước khi bắt đầu video, mọi người cho mình xin một like và một đăng ký vì nó miễn phí. Còn bây giờ thì mình sẽ giới thiệu một server Minecraft của bạn mình với nhiều tính năng rất là thú vị. Hiện tại là LuckyVietnam.com chỉ có 3 server, đó là Skylock, Skylock Shop và OneLock. Và server vẫn đang trong quá trình phát triển và làm thêm nhiều server khác. Trong thời gian tới thì mình sẽ ra một video là 100 ngày Minecraft chơi server. Nếu các bạn nào muốn gặp mình mà chỉ để nói xàm thì mình sẽ cho một cái địa chỉ, đó là LuckyVietnam.com. Mới bắt đầu vào game thì mình chọn một con Pokemon thể nước. Con này nó có tên là Totodile, là một con cá sấu. Mình coi trên phim thì mình thấy con cá sấu này khá là cute nên mình đã chọn nó. Ngày đầu tiên thì mình gặp ông Tính và ông Hoàng, còn ông Mon thì ông bận việc nên không có vào được. Sau khi mà lấy gỗ rồi thì bọn mình tập trung đi xuống dưới hang để đào đá và kiếm thêm mấy cái khoáng sản khác nữa. May là có cái mod Vein Miner á, nếu không là đào thấy bà rồi. Mình thấy là chơi Pokemon này thì mình chủ yếu tập trung đi bắt Pokemon và làm bóng thôi. Mà mình thấy cái mod Vein Miner này nó hiệu quả lắm ấy, kiểu như là nhanh gọn lẹ ấy. Quay lên mặt đất thì trời cũng tối, tụi mình bắt đầu chia nhau để mà đi kiếm làng. Mỗi người đi một hướng vậy đó, cho nó dễ kiếm làng hơn. Nếu mà chụm nhau mà đi thì không biết chừng nào mới kiếm được cái làng nữa. Trong lúc mà đi kiếm làng thì mình cũng đi vòng vòng để kiếm cái trái Advicon nữa. Mình thấy trong cái danh sách thì nó có tổng cộng 7 màu lận. Và mình để ý thấy luôn là mấy cái cây Advicon này thì nó tập trung ở chủ yếu ở trong rừng rổ sòi thôi. Còn ở ngoài đồng bằng thì không có đâu. Mình đi đến sáng ngày thứ hai thì mình lượm được một cái phố kịch Ben ở trong một cái Ultra Jet. Và cái này hình như là cái vòng cổ hay cái gì đó mình đã đeo cho con Totodile của mình. Rồi mình lượm được một cái Moon Ball ở trong Poké Jet. Và cái này hình như là bắt được Pokemon bữa tối hay sao ấy, mình vẫn chưa biết nữa. Và đây là lần đầu mình chơi nên mình cứ hỏi ông Tính miết vậy đó. Mình đi mới có một chút nữa, mình lượm ở trong cái Poké Jet thì thêm một quả Dog Ball nữa. Và cái quả này thì mình biết công dụng của nó nè, quả này thì bắt Pokemon bữa tối. Còn cái quả mà Moon Ball thì mình cũng nghĩ là bắt Pokemon bữa tối luôn hay sao ấy. Lúc này thì mình đủ 7 quả Arpicon rồi. Và bên kia thì ông Hoàng cũng kiếm được làng và mình cũng bắt đầu chạy qua bên đó. Mình tới được làng thì trời cũng đã tối. Và mình để ý thấy là có ai trồng Arpicon ở đây hết trơn rồi nè. Chắc ông Hoàng hay ông Tính ông làm rồi đó. Sau khi mà mình chạy vào cái shop Keeper thì mình nhận được một cái giường. Và mấy cái ông trong đây thì ông bán bóng nè, hút sức mạnh và hút hồi máu cho Pokemon nữa. Sáng ngày 3 thì mình chế tạo ra cuốc sắt. Và lần này mình chế tạo tới 2 cây lận để đi mai cho nó lâu một chút. Sau đó thì mình đi ra ngoài vườn để mà mình trồng thêm nhiều cái Arpicon. Mình nghe ông Tính nói là phải trồng mấy cái Arpicon này nhiều vô để mà có thể thu hoạch để làm bóng. Mình không biết thật sự cần bao nhiêu nữa. Nên mình có bao nhiêu cái Arpicon thì mình đem ra ngoài mình trồng hết luôn. Rồi đến gần chiều thì mình mới quay xuống hang để mà mình đi mai. Sáng ngày thứ 6 thì mình có giao lưu văn hóa dân tộc với ông Hoàng. Mới có mấy ngày mà ông ba con Pokemon rồi, mình mới có một con à. Mình lo mình đi mai suốt đó. Ông nhả ra con đầu tiên là thấy là muốn chết rồi, còn hai con kia ở trong Poké nữa. Mới có mấy ngày à, chơi kỳ. Lúc này thì mình thấy ông Tính ông đang bắt một con Pokemon huyền thoại bằng bóng thường. Con Pokemon huyền thoại này nó tên là Xenos. Sau đó thì mình có chọn một ít len ở trên cái shop Keeper để mà mình làm một cái ba lô. Sáng ngày thứ 7 thì mình bắt đầu hành trình đi khám phá thế giới. Và mình tìm được một con Charmander ở một cái vùng cao kế bên cái chỗ đầm lầy. Nó quất chết con Totodile mình mấy lần luôn. Và mình phải dùng tới cái lệnh là Pokeheal để mà mình hồi phục lại. Chứ không thể nào mà mình chạy về nhà mình hồi phục lại được, rất là lâu luôn ấy. Sẽ tốn rất nhiều thời gian nữa. Và sau 2-3 lần thì mình cũng đánh nó gần hết máu. Rồi mình dùng một cái Hellball để mà thu phục nó. Và cuối cùng nó cũng chịu đi theo mình. Ngày thứ 8 thì mình leo lên một cái kiến trúc mà trên đây là toàn là Pokemon thể ma. Mà mục đích của mình leo lên đây thì chỉ lấy cái Master Chest thôi. Mấy con Pokemon trên đây thì cấp cao cao không à, mình đâu có đánh lại nó được. Nên mình chỉ lên lấy cái Master Chest rồi mình đi thôi. Sau đó thì mình có lượm được một cái Polocarp ở trong một cái Master Chest. Và mình cũng không biết cái này để làm cái gì nữa. Từ ngày 9 đến ngày 11 thì mình đi xuống hang để mà mình đào khoáng sản. Thì mình cũng có kiếm được một cái khu mỏ bảo quang. Và mình kiếm được ở trong một cái gương có một cái đá sấm sét.
Và cái đá này hình như là tiến hóa cho Pokemon hệ điện hay sao ấy. Hiện tại thì mình vẫn chưa có một Pokemon hệ điện nào, nhưng mà về sau mình sẽ thu phục một con thôi. Ngày 12 thì mình tìm được một ngôi nhà rất cao ở ngoài vùng biển. Và ngôi nhà này trông rất là Nhật Bản. Leo lên tuốc ở trên thì trong rương mình thấy vài cây que và vài cái kiếm nó được phù phép. Và có thêm một cái miếng Blackblade. Nếu mà kiếm đủ được 17 miếng thì mình sẽ triệu hồi ra được một con đấng sáng tạo Arceus. Trên đường đi thì mình cũng tìm thấy được vài người huấn luyện Pokemon. Và mình cũng đấu với họ. Và mấy người này thì chỉ mới có cấp 6, cấp 7 thôi. Nếu mà gặp cấp lớn thì mình chỉ có việc ăn hành mà thôi. Và mình dành ra hết nguyên ngày 12 để mà mình đánh cho con Totodile và con Charmander cho nó mau lên cấp hơn. Đến sáng ngày 13 thì con Charmander của mình sau khi mà đánh xong con Mewtwo thì nó cũng tiến hóa lên dạng thứ hai. Và sau khi nó tiến hóa lên dạng thứ hai thì nó có tên là Charmeleon. Sáng ngày 14 thì mình bắt thêm được một con Pokemon Skarmory. Con này là một Pokemon hệ bay và mình rất cần nó để mà thuận lợi trong việc di chuyển ấy. Chứ đi bộ mấy ngày nay là cũng hơi đuối rồi. Bay được một lúc thì mình tìm thấy được một ngôi làng trong cái khu rừng gỗ văn sâm. Và mình cũng ghé xuống cái chỗ hồi phục cho Pokemon. Và mình cũng lấy hết mấy cái đồ hồi phục ở trong rương để đem đi bán. Sau đó thì mình có đi qua cái shopkeeper để mà bán hết mấy cái đồ mà mình đã lượm. Và bán cũng được mười mấy ngàn. Mình cũng định mua cái Ultra Ball rồi, nhưng mà mình cũng không biết mua nhiều để làm cái gì nữa, nên để sau vậy. Ngày 15 và ngày 16 thì mình bay vòng vòng cũng không có cái gì nhiều. Và mình bay ra biển thì mình thấy có một chiếc thuyền và một ngôi nhà. Trên cái tàu thì mình thấy có rất nhiều đồ hiện đại và mình cũng lấy mình chôm về hết để mà trang trí nhà. Và trong cái nhà đó toàn là máy xịn sò không à. Một cái máy trao đổi Pokemon, một cái PC và ba cái máy hồi phục Pokemon. Ngày 17 thì mình quay về nhà và mình dọn dẹp trang trí lại tất cả đồ. Mình thấy để đồ từ lưa hết nên mình dọn dẹp lại. Và mình cũng chọn cái nhà mà của cô y tá để mà làm nhà của mình luôn. Từ ngày 18 cho đến ngày 26 thì mình kiếm được vài cái nhà thi đấu. Và mình cũng có lưu cái vị trí mấy cái nhà thi đấu này lại để sau này có cần thì mình sẽ quay lại đây mình đánh. Và mình cũng có vào cái nhà thi đấu lava để mà mình thử sức. Mà ai ngờ chưa kịp đánh, nó mới thở ra một cái thôi mình bốc hơi rồi. Tối ngày 24 thì mình cũng tìm thấy được một cái ngôi đền sa mạc. Và mình xuống dưới đó cũng lấy được một ít đồ sắt nè, vàng nè, và có cả táo vàng nữa. Và có thêm nhiều mảnh play nữa. Tối ngày 26 thì mình vẫn đang còn ở ngoài sa mạc để tìm một con Pokemon, nó có tên là Ripo. Con này là một Pokemon hệ rồng và mình cực kỳ thích nó luôn. Sau khi mà tiến hóa lên dạng 3 thì nhìn nó cực kỳ ngầu luôn và nó có thể bay nữa. Ngày 27 và ngày 28 thì mình định nuôi level cho con Charmeleon. Sau khi mà đánh xong con rắn thì con cá sấu mình nó cũng tiến hóa luôn lên dạng thứ hai, nhìn trông khá là cute ấy. Sau khi mà mình nghe ông Tính nói là cái con Charmeleon này nó tiến hóa ở cấp 36 thì mình quyết định dành ra thêm vài ngày nữa để đánh cho con này lên cấp 36 rồi tiến hóa đến dạng cuối cùng luôn. Và ở cái dạng cuối cùng nó có tên là Charizard và mình có thể cưỡi nó bay cực kỳ nhanh luôn ấy. Mình cũng tiếp tục mình đi cày cho con cá sấu của mình nó tiến hóa lên dạng cuối cùng. Và lần đầu mình chơi Pokemon thì mình cũng không biết mục tiêu trong đây mình làm là cái gì nữa. Mình cứ gặp con nào là mình đánh con đó thôi, cho mấy con Pokemon mình nó mau lên cấp. Còn mấy cái việc khác thì mình sẽ hỏi ông Tính. Và tối hôm đó thì mình cũng phát hiện một cái cánh cổng màu trắng. Và mình cũng đi qua bên đó thì thế giới bên đó là đỏ lờm à. Sau khi mà mình hỏi ông Tính xong thì mình mới biết bên đây là Ultra Space. Còn trong cái Ultra Space thì mình mới thấy là thế giới trong đây nó lẫn lộn từ lưa hết trơn. Trong đây thì có nhiều hệ sinh thái khác nhau. Và có làng nữa, và ở trong đây nó có pháo đài địa ngục. Và có cả NCT nó mới ác chứ, lần đầu thấy luôn ấy. Mình để ý là thấy ở trong cái thế giới Ultra Space này, và cứ bay một chút là gặp NCT à, cực kỳ nhiều luôn ấy. Và mình cũng dành ra mấy ngày để đi kiếm mấy cái NCT. Và không ngờ thật luôn là mình lượm được một cái Master Ball. Cái gì không biết chứ mình biết Master Ball à. Master Ball là có thể bắt được bất cứ Pokemon nào. Có thể nói đây là một cái quả bóng mà có thể nói là cực kỳ hiếm đi. Lâu lâu mới ra một lần.
mà mình mới đi vô cái NCT thứ hai thôi mà mình lụm được luôn rồi. Nhân phẩm vãi thật chứ. Sau đó thì mình cũng dành ra một ít thời gian để mà kiếm thêm mấy cái NCT này. Nhưng mà lần này không có được nhân phẩm rồi, không có được Master Ball nữa, chỉ toàn là vàng với mấy cái cục game gì không à. Còn cánh cứng thì mình kiếm cũng được 2-3 cái, mình về mình chia cho ông Tính với mấy ông kia luôn cũng được nữa. Ngày 40 và ngày 41 thì mình chỉ ở nhà thôi, mình sắp xếp lại mấy cái đồ. Và mình cũng có làm thêm vài quả bóng nữa. Mấy cái máy ép thì ông Tính ông làm hết rồi, mình không cần đụng vào gì hết. Sau cái chuyến đi này mà nói đồ quá trời luôn, không quay về nhà mà cắt không biết chỗ nào mà chứa hết nữa. Lúc ở dưới Ultra Space thì mình cũng có giết nhiều con Suker lắm. Và mình lấy mấy cái mảnh của nó về nhà để làm mấy cái hộp. Và mình đặt ở ngoài trước vậy nè, ai lấy thì lấy, quá trời luôn mà. Và mình dành có khoảng 90 ngày gì đó để mà mình đi farm kinh nghiệm cho mấy con Pokemon của mình. Mình tập trung chủ yếu là đánh với mấy con NPC và mấy con Pokemon ở ngoài tự nhiên ấy. Mình cũng gặp vài con boss nữa, mà mấy cái con mà tiến hóa dạng cao thì mình đánh không có lại, mình chỉ đánh mấy con dạng hấp hấp thôi. Ngày 52 thì mình quay về nhà, mình làm thêm bóng. Và lần này thì mình làm thêm Dogball. Mà đa số mình đi vào mấy cái shopkeeper thì ít có bán mấy cái Dogball này lắm, nên mình làm luôn. Và ngày 53 thì mình dành ra thời gian để mà mình đi câu con ếch Greninja. Lúc này thì ông Tính chưa có vô. Sau khi mà ông Tính vô thì ông Tính nói, ủa sao ông câu cái cần câu này? Mà tôi câu từ sáng đến tối luôn, tôi dùng cái cần câu này. Ông dòm tôi cầm cái cần câu này xong ông quản luôn. Tôi câu từ sáng đến tối rồi, sao mà tôi câu cần câu này phải có Pokemon chứ, mà sao toàn là cá không à. Tôi cũng không biết nữa, ai ngờ là vậy đó. Nó thật luôn, lần đầu chơi cái kiểu như là không biết gì hết trơn á. Sau đó thì mình cũng thấy một cái cánh cổng để đi đến Ultra Space. Và mình cũng nhanh cơ hội này mình đi vào đó luôn, để qua bên kia mình kiếm thêm Master Ball. Ngày 54 cho đến ngày 58 thì mình cũng có bay vòng vòng. Mình cũng có farm kinh nghiệm cho mấy con Pokemon của mình. Và mình cũng kiếm được một cái nhà thi đấu. Mà cái nhà thi đấu này thì nhìn cũng giống giống cái nhà kính. Vào đây mình đánh thì mới biết mấy người trong đây toàn chơi hệ lá. Mà mấy con Pokemon trong đây nó toàn cấp 40 trở xuống không à, nên mình đánh cũng dễ. Mà sau khi đánh xong thì mình nhận được một cái huy hiệu cầu vồng. Nói thật luôn là mình đi kiếm Master Ball ở trong mấy cái NCT đó, mình kiếm hơn cả chục cái luôn mà không có một cái Master Ball nào cả. Đi đến cái 15-16 thì may ra kiếm được thêm một quả. Giờ mình mới biết cái Master Ball nó hiếm như vậy luôn đó, tốn rất nhiều thời gian để mà đi kiếm nó luôn ấy. Ngày 69 thì mình có thấy một cái nhà thi đấu nước và mình cũng vào đó mình đấu thử luôn. Cấp của mấy con Pokemon trong đây thì nó cũng ngang ngang với cấp của mấy con Pokemon mình, nên mà mình đánh nó cũng hơi khó một chút. Mình đánh mình phải chạy lên chạy xuống và mình qua cái nhà y tế của cô y tá để mà mình hồi phục cho Pokemon nữa. Sau khi mà đánh xong thì mình nhận được một cái huy hiệu nước. Và đây là cái huy hiệu thứ hai của mình, cũng khá là xịn sò chứ. Và mình cũng tìm thấy một cái đền của con Arceus kế bên cái chỗ mà mình thi đấu luôn. Vậy sau mà mình kiếm đủ mấy cái mảnh play thì mình sẽ quay lại đây. Phải kiếm tới 17 miếng lận nên cũng hơi khó kiếm ấy. Ngày 70 và ngày 71 thì mình tìm thấy được thêm một cái nhà thi đấu. Mà cái này cũng không phải nhà thi đấu nữa, nhìn nó cũng rất giống là cái công trường ấy. Mà mấy cái hàng NPC trên đây thì nó cấp cao cao mà, nên mình cũng khó đánh nữa. Nhưng mà càng đánh thì mình thấy càng thua thôi. Chỉ có con Charizard của mình là bằng cấp với mấy con này thôi, còn mấy con kia thì nó chưa đủ cấp, mới năm mấy không à. Trong lúc mà mình đánh nhau thì mình có thấy một con huyền thoại Meloetta. Và mình cũng thử bắt con này bằng Ultra Ball luôn. Và ai ngờ là bắt được luôn ấy. Và đây cũng là con Pokemon huyền thoại đầu tiên của mình luôn. Từ đầu game đến giờ mình không có dùng bóng luôn ấy.
bóng quá trời luôn, cũng không biết làm gì nữa. Ngày 72 thì mình quay về nhà và mình dùng mấy cái Agricoin mà đã nấu chín để làm một cái bảng đựng nguyên hiệu. Hiện tại là mình chỉ mới có hai cái nguyên hiệu à, một cái huy hiệu cầu vồng và một cái huy hiệu nước. Về sau thì mình chắc sẽ đi kiếm thêm mấy cái nhà thi đấu để mà đánh thôi. Chứ mình không biết mục tiêu trong đây mình làm gì nữa, nên mình đánh để đi kiếm huy hiệu thôi. Và trong 3 ngày nữa mình nhận được thêm hai huy hiệu, đó là huy hiệu nước và huy hiệu lửa. Mình cũng không biết cái huy hiệu lửa hay là huy hiệu nhung nham nữa. Mấy cái nhà thi đấu mà mình gặp thì nó cũng khá là dễ, vì mấy con này nó cấp nhỏ nhỏ thôi mà. Mình thì cấp là quá lớn rồi. Nếu mà mình gặp mấy cái nhà thi đấu mà cấp lớn lớn á, thì mình chỉ ăn hành mà thôi. Sau khi mà mình có được mấy cái huy hiệu này rồi thì mình bắt đầu có hứng thú để mà mình có mục tiêu. Và mục tiêu mới của mình là đi đấu mấy cái hội quán này để mà kiếm thêm huy hiệu. Tối ngày 77 thì mình tìm thấy được thêm một con Pokemon huyền thoại, đó là Suicune. Mình nhớ không nhầm đây là một trong bộ ba linh thú của Pokemon. Và mình chỉ biết thêm con Enti thôi, còn con kia thì mình không biết tên. Mình chỉ biết hai con này thôi. Mình dùng Ultra mình bắt nó từ tối cho tới sáng ngày 78 luôn, mà nó cũng không chịu vào. Mình cũng định đánh cho nó xuống hấp máu một tí nữa, ai ngờ đâu quýnh chết nó luôn. Ngày 78 và ngày 79 thì mình cũng tìm thấy thêm hai cái nhà thi đấu nữa, một nhà thi đấu đất và một nhà thi đấu nước. Mấy cái nhà thi đấu này toàn là cấp cao cao không à, vô nó bán hành cho mình đánh rồi mình đi heo cho Pokemon, rồi mình đánh mình đi heo cho Pokemon, cứ làm vậy hoài cũng không thắng nổi nữa. Ngày 80 thì mình tìm thấy thêm một con Pokemon huyền thoại, nó có tên là Diancie. Mình thấy con Pokemon này nó cấp cũng khá là cao, và mình cũng dùng cái cách mà ông tính, ông chỉ là đánh cho nó ít máu rồi mình dùng Ultra Ball để mình bắt nó. Sau khi mà bắt nó rồi thì mình mới biết đây là một Pokemon hệ đá. Mình cũng không biết mấy con này là Pokemon mới hay là dạng mới hay sao nữa. Về sau này thì mình cũng ít coi Pokemon nên mình cũng không biết mấy con này nữa. Từ ngày 81 cho đến ngày 86 thì mình bắt đầu đi kiếm mấy cái miếng play để mà triệu hồi con đấng sáng tạo. Và mình cũng có đi vào mấy cái NCT để kiếm thêm Master Ball nhưng mà không có, thật sự là rất hiếm luôn ấy. Ngày 87 thì mình tìm thêm được một con huyền thoại, đó là Zacian. Con này thì mấy lúc đầu mình cũng thấy nó rất nhiều rồi, nhưng mà đến giờ mình mới có Pokemon mạnh để mà đánh với nó. Và mình cũng đánh cho nó ít máu rồi mình dùng cái Ultra Ball để mà bắt nó. Bây giờ thì cái mod Basemon này nó update lên nhiều Pokemon mới quá. Mình chơi mà mình không biết con nào con cũ, con nào con mới luôn á. Trong lúc mà mình đánh nhau ở trong cái nhà thi đấu nước thì mình phát hiện ở bên ngoài có một con Legendary, đó là một con Celesteela. Lúc đầu mình tưởng là có cộng hành nào nó bye bye, ai ngờ đâu là một con Pokemon huyền thoại. Mà nhìn con này nó như là một con boss vậy, nó không như một con Pokemon nữa. Sau đó thì mình cũng đem con Celesteela này lên trên để mà đấu. Mà công nhận chiêu con này ghê thiệt, nó cứ hút máu miết luôn vậy đó. Bên kia đánh bao nhiêu là bên đây hút máu bao nhiêu à. Từ ngày 89 đến ngày 91 thì mình cũng đi kiếm mấy cái NCT để mà kiếm Master Ball. Và cũng đi kiếm mấy cái Best Jet để mà kiếm thêm mấy cái Play. Và lần này ông trời ông cũng thương mình nữa, ông cho mình thêm một quả Master Ball. Đi đâu gần 20-30 cái NCT mà kiếm được có 2-3 quả Master Ball, vãi thật chứ. Ngày 92 thì mình đi kiếm mấy cái Best Jet và mình cũng gặp một con Legendary Spectrier. Mình nhìn nó trông giống một con ngựa ma ấy. Mình cũng dùng nhiều Ultra Ball để mà bắt nó lắm nhưng mà bắt không có được. Bắt càng ngày càng cay ấy, nó không chịu vào. Rồi mình cay quá mình dùng tới Master Ball luôn. Đúng là sức chịu đựng của con người có giới thiệu mà. Và những ngày còn lại thì mình cũng đi kiếm mấy cái Best Jet để mà kiếm mấy cái miếng play để triệu hồi ra đấng sáng tạo. Và mấy ngày này thì mình cũng có treo máy vài ngày nữa để cho mấy ông kia ông chơi. Và cái miếng Daco thì mình kiếm cũng khá là khó khăn,
cái miếng này hình như là mình không có nhân phẩm để lượm cái miếng này hay sao ấy, cái màu đó sậm ấy. Và mình cũng hỏi mấy ông kia thì có một ông có một hai miếng à, tại vì bên mình có 4 người lận nên chịu hồi ra 4 con luôn. Và đến ngày cuối cùng thì tụi mình tập trung lại để mà chịu hồi ra đấng sáng tạo. Ông Môn, ông Tính thì ông Hoàng gì mấy cái miếng play này cũng có, ông dục cho tôi hết để mà tôi chịu hồi. Và cuối ngày đó thì tụi mình cũng giao lưu văn hóa dân tộc với nhau. Và mình thật sự là không đánh lại ai cả. Mình là người yếu nhất trong 4 người luôn á. Đúng bà là bà chấp. Lên thôi rồi. Cái lỗ bên đây nè. Thiếu rồi. À, thiếu cái gì vậy rồi? Đủ rồi nè. Đủ chưa? À đủ rồi. Ờ giờ quay sang cái này, quay sang này. Quay. Hồi hộp quá. Cái này nó tạo ra một cái để cái kèn để chịu hồi con nó thôi. Là mình phải thổi kèn nha. Đúng rồi không? Thổi kèn đủ đó nha. Ê, Masterball kìa. Nè, Masterball nè. Giật mình tưởng chịu hồi ra được chứ Masterball. Tôi chịu hồi nó ra. Tôi giật mình luôn, tôi tưởng cái này chịu hồi ra được chứ Masterball. Anh đang kêu vũ trong điện thoại bồ. Ê, có cục vàng kìa. Ủa, ai quăng vô hả? Dạ. Có cục nấm vừa rồi, nó giống nấu canh quá. À đây. Mon đi, mà lấy đi. Rồi. Có dài luôn, đù. Cái này chịu hỏi ra quá trời đồ luôn. Wow. Đấy. Người đầu tiên khai phá. Đưa đây. Không né đây. Đánh con Golico gì vậy? Ôi, đi nha. Đậu thai rồi. Ui, ông trước đi. Ui, con Charizard ông 67 luôn à, kinh vậy. Masterball luôn à. Ui, nhanh gọn. Người có tiền. Nhanh gọn lẹ rồi sao. Ui, xịn ra. Ủa, con gì nữa kìa. Con của nó. Con của con Hồn. Trời, mắc giật mình. Ghê vậy, tụi, tiếng quá ghê vậy. Gớm thế nha. Nhìn giống rây qua già. Để tôi. Úi giời ơi. Ủa sao trong người em tới 2 trái Masterball vậy? Cái gì sai vậy? Trời ơi, là bấm vô cái đền thấy bà luôn không ra. Bấm muốn xỉu. Lấy Masterball hụt hụt luôn, quảng. Khóc một dòng sông luôn á. Đi rồi. Ai cũng giàu hết, hỏi rít kít là đây. Ui, xịn luôn. Tôi với ông Chiến. Vô lại. Sao lại? Vô. 82 chứ vậy. 79 hả? 79 cho mày. Ôi, tiếng quá đồ nữa. Tiếng hóa bình thường thôi. Tiếng quá bình thường thôi. Trời, nó nhả. Nhiều quanh sót luôn vậy. Ôi, cái con rầy qua dài. Ôi, ông có con này luôn rồi à. Rầy qua dài dạng tiếng hóa ra. Đồ cái gì rầy qua dài dạng xì ke. Xương không? Con ông khắc hệ. Đó, trời ơi. Ây da. Ây vậy? Muốn thấm gì? Ồ, lên lên bờ luôn. Cắn đét nha. Ôi, cái gì vậy? Ghê vậy? Mấy gì ghê vậy? À, Gashian đó, Gashian. Ui, Gashian hết. Ui giời ơi. Em có hai con nguyện tội em. Đây rồi. Anh có... Có vỏ nè. Anh có 10 con rồi. Moonblast. Anh có 10 con. Anh lừa em vừa phải đâu thì dùng em đâu. Đây rồi. Gái chôm. Quánh sót luôn. Ôi con này hồi đó đánh chết hết đội hình nè. Con cái 6 luôn à, 64 luôn. Ghê vậy. Anh chờ em xíu. Anh chờ em xíu, em ra cho mấy con bơ kêu. Ôi trời ơi. Rồi, để đắng rồi. Mày cho đắng kẹo. Đắng à, đắng thì dùng vậy nó hệ. Đắng hệ điện à. Đắng hệ điện à. Hít ke rồi. Đồ đây qua da này nó có dạng, nó biến, nó tiến hóa qua da dạng ngoài luôn nè. Ôi vậy. Đắng mạnh nha, đắng solo với đắng nè. Cái nào món nhiều đấy, 6 này. Earth Power. Ui, thấm gì. Earth Power.
tiến hóa Mega sẵn luôn. Thấm nhẹ. Đây nè. Bị lụm mày. Bị lụm. Và đó là tất cả những gì mình làm được trong 100 ngày Minecraft Basemon. Và đây cũng là lần đầu tiên mình chơi cái Basemon này nên nhiều cái mình còn chưa biết lắm. Và nếu các bạn thích series này thì hãy like và đăng ký cho mình. Mình sẽ tiếp tục thêm 200 ngày tiếp theo cho các bạn xem. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye.